Thông tin kế tiếp, tôi muốn chia sẻ với các bạn là một cái thông tin rất là thú vị liên quan tới cái vụ kiện của SEC và Ripple các bạn Chi tiết hơn nữa các bạn đã biết là một trong những cái thông tin rất là quan trọng mà công ty Ripple luôn đòi hỏi là SEC giao ra đó chính là văn bản lập luận của giám đốc hình mình của SEC trước đây về tại sao Ether không phải là chứng khoán chúng ta cũng đã nói về đề tài này khá là nhiều rồi và cuối cùng thì thẩm tán cũng đã ra quyết định là nghiêng về Ripple nói là SEC không thể niêm phong tài liệu đó tại vì nó không có liên quan gì đến bí mật tư ẩn quốc gia hết cần phải giao ra vì nó quan trọng với vụ kiện này và sẽ giao ra cho công ty Ripple thì theo thương hiểu đó là trong vòng tuần nữa nó phải giao ra nhưng mà điều rất thú vị là gì các bạn biết không là ngày hôm qua đó chúng ta nhận được thông tin là cả hai bên đều cùng nhau xin tòa án trì hoãn niêm phong tài liệu của giám đốc Hinman và sẽ trì hoãn cho đến ngày 13 tháng 6 các bạn như là trì hoãn thêm khoảng chừng là 23 ngày nữa khoảng chừng 3 tuần nữa Tại sao các bạn? Tại sao mà bây giờ còn khoảng một tuần nữa à, thì đã có thông tin này đến từ SEC rồi và đây là một thông tin mà Ripple chờ đợi từ lâu nay thì tại sao cả hai bên bây giờ xin tòa án trì hoãn thì chỉ có người bên trong mới biết tại sao mà thôi các bạn nhưng mà đương nhiên bây giờ đã ước tính là lý do tại sao mà cả hai cùng nhau xin trì hoãn là tại vì đang bắt đầu thỏa thuận tại vì có thể là cái tài liệu này tôi do nó hình mình đó, thực sự là bất lợi đối với lại SEC và cũng như là nhiều người chuẩn đoán nói là khi mà SEC đến cái bước cuối cùng nghĩ là có khả năng là thua kiện thì tới lúc đó SEC mới chịu đàm phán mà thôi thì có khả năng thời điểm đó đã đến rồi chúng ta có thể có được một thỏa thuận cả hai bên và có thể là sau đó Ripple đóng phạt rồi đường này này đi chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và nói tới Ripple đó thì các bạn hiểu là đây là một công ty mà họ có rất nhiều tiền họ nói là họ sẽ à, sử dụng cái tiền mặt đang có bây giờ để tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác không có chỉ uh, liên quan đến việc chuyển tiền tại vì công ty đó từ lâu nay đó, thì họ kinh doanh bằng việc là họ cung cấp những cái giải pháp chuyển tiền như là on demand liquidity một phần thu nhập của họ đến từ bạn xrp nhưng mà cái uh, kinh doanh của họ là bán những cái phần mềm như chuyển tiền đó và sử dụng đồng xrp nhưng mà bây giờ họ nói là họ sẽ bắt đầu đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác họ không nói rõ là những lĩnh vực nào nhưng mà các bạn thấy được là họ nói là họ bây giờ trong tay đang giữ là một tỷ đô la tiền mặt các bạn cho nên họ mới có tiền để để mà tiếp tục đối đầu với đề SEC, họ đã chi ra 200 triệu trong vòng 2 năm qua để mà chống đối với SEC rồi, mà họ vẫn còn 1 tỷ đô la, có nghĩa là họ có rất nhiều tiền. Nếu như mà SEC cứ muốn tiếp tục thì họ sẽ muốn tiếp tục mà thôi. Và đương nhiên, các bạn thấy được là SEC cũng tốn cái ngân sách của mình, tuy là đó không phải là một cái công ty, nhưng mà các bạn biết là hàng năm SEC chỉ có bao nhiêu ngân sách mà thôi. Và đương nhiên những luật sư làm việc cho SEC đọc miễn phí rồi các bạn, thì họ vẫn phải trả tiền. Cho nên các bạn thấy được là Ripple là một công ty có rất nhiều tiền và họ nói bây giờ họ sẽ dùng tiền của mình để phát triển ra nhiều lĩnh vực khác Đó là thông tin đến từ Ripple, các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới Rồi phần cuối video này, Thuận muốn dành thời gian để mà nói về Ledger các bạn Tại vì cái uh, vụ drama của Ledger đã trải qua khoảng chừng là gần như một tuần rồi thì một tuần qua đó biết là nhiều bạn cũng theo dõi mạng xã hội có rất nhiều ý kiến khác nhau công ty live cũng giải thích nhiều lần và họ giải thích theo cái cách của họ nhiều người vẫn không tin về những gì mà công ty live nói thì đi thường chia sẻ quan điểm của thường từ một nhà đầu tư các bạn nên hiểu là thường không phải là một người mà chuyên về công nghệ thường chỉ quan tâm đến Ledger về cái việc là họ lưu trữ crypto trong cái ví của họ an toàn hay là không mà thôi đối với Thuận thì bây giờ đây chúng ta thấy được là có một cái thuyết mà được nhiều người chỉ trích đó chính là cái thuyết từ Twitter chính thức của Ledger trả lời một người khác và cái người mà thuyết này đã là một người mà theo đồng hiểu là làm việc trong cái bộ phận quản lý khách hàng và người này đó đã giải thích là thật ra từ bấy lâu nay công ty Ledger nếu muốn đó họ đều có thể là kích hoạt một cái update firmware để có thể là lấy khóa cá nhân của người dùng và đương nhiên cái thuyết này đã khiến cho nhiều người rất là phẫn nộ tại vì trước đây Ledger nói là sẽ không có chuyện đó không làm được bằng một cái firmware và cái người mà làm việc cho Ledger cũng đã nói là từ xưa đến giờ mọi người đều tin tưởng là Ledger sẽ không làm điều đó. Cho nên bây giờ vẫn là vấn đề lòng tin mà thôi. Thì sau đó, sau khi mà chúng ta thấy là có nhiều cái phản ánh cực kỳ tiêu cực đến với quyết định của Ledger là sẽ có một cái chế độ recovery. Nếu như mà các bạn đóng 10 đô một tháng đó thì có thể là đưa cho Ledger bảo quản khóa cá nhân cho mình và đương nhiên việc này đã các bạn đã thấy được chia sẻ nhiều trong những video gần đây à, đây là một cái cách suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với lý tại sao mà họ mua một cái ví Ledger tại vì họ muốn tự lưu trữ cái khóa cá nhân của mình và đây cũng là cái cốt lõi của drama hiện bây giờ thì nói chung nó sau bao nhiêu ngày thì Ledger cũng đã giải thích trở lại nó là cái thuyết đó đã được xóa vì lý do là cái người mà làm việc cho Ledger đã thật ra không có nói đúng sự thật hoàn toàn tại vì khi mà cái firmware update ở trên cái máy Ledger của các bạn đó thì cái người dùng phải đồng ý để mà đăng ký dịch vụ recovery này và phải đóng 10 đô một tháng thì lúc đó công ty Ledger mới bắt đầu là thực hiện cái dịch vụ lưu trữ khóa cá nhân dùm các bạn và khi mà điều đó xảy ra đó thì dựa theo Ledger ở trên uh, Reddit thì họ nói là nếu như mà một người nào đó sử dụng dịch vụ recovery này đó thì nếu như mà có một cơ quan thực thi pháp lý giả sử như là một tòa án gửi giấy tờ tới thì họ có thể sẽ cung cấp tài liệu đó cho tòa án để có thể là niêm phong tài sản của các bạn nhưng mà chỉ nếu như mà các bạn đăng ký vào dịch vụ này mà thôi thì bây giờ như thế nào và thuận nghĩ gì sau một tuần thì hiểu đơn giản như thế này công ty Ledger họ vẫn rất là kiên quyết với lại cái dịch vụ này họ nghĩ là có rất nhiều người cần dịch vụ này không phải cũng tự muốn lưu trữ khoa cá nhân cho nên dịch vụ này họ vẫn sẽ tiếp tục và họ không có lùi bước đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là họ nói là họ rất là có lòng tin với lại cái cách à, làm của mình có nghĩa là khi các bạn đăng ký dịch vụ này À, thì cái khóa cá nhân của các bạn đã sẽ được mã hóa ngay trong máy chứ không phải là bên ngoài máy được mã hóa ngay trong máy rồi chia ra làm ba phần gửi tới ba công ty khác nhau và khi mà các bạn mất cái khóa cá nhân của mình các bạn quên khóa cá nhân hay là các bạn cần được hồi phục đó thì hai trong ba công ty đó sẽ gửi cái phần dữ liệu được mã hóa của các bạn nếu như mà phần dữ liệu đó mỗi công ty đã cũng không làm gì được thì họ không giải mã được đó là dựa theo công ty ledger gửi về cái máy thì cái máy đó sẽ giải mã trong máy và các bạn sẽ có thể khôi phục được cái ví của mình đó là cái cách giải thích đến từ Ledger và cái phần mà nhiều người nghi vấn nhất đó chính là cái phần firmware của Ledger nằm trong máy giải mã như thế nào cái đó chỉ có Ledger biết mà thôi họ nói là họ sẽ không bao giờ công khai cái firmware của họ vì hai lý do thứ nhất là tại vì bản quyền cái nơi mà sản xuất ví đó sẽ không cho phép họ công khai cái mã của firmware có nghĩa là cái ví ledger này đó chỉ là mã nguồn mở một phần mà thôi như thường chia sẻ trước đây với các bạn cái phần mã nguồn mở đó chính là những ứng dụng trên máy ledger và ledger live phần đó là mã nguồn mở người ta có thể kiểm tra nhưng mà về firmware đó thì không có phải là mã nguồn mở là mã nguồn đóng vì lý do thứ nhất thường vừa chia sẻ liên quan tới bản quyền thứ hai nữa là họ nghĩ đó là quan điểm của ledger là cái firmware cần phải là mã nguồn đóng để an toàn hơn Đương nhiên có bạn sẽ uh, không đồng ý với quan điểm này Nhưng mà đây là quan điểm từ Ledger Thì Ledger vẫn giữ vững lập trường của mình Và cái dịch vụ này sẽ tiếp tục triển khai Và nó sẽ có trên tất cả máy Ledger Ngoại trừ cái phiên bản đầu tiên là Ledger Nano S Và bây giờ đây dịch vụ này đã sẽ có trên những cái quốc gia Như chúng ta đã biết đó chính là ở Canada, ở châu Âu, ở Hoa Kỳ Và ở Vương quốc Anh đây là bốn nơi duy nhất mà sẽ có dịch vụ này sau này sẽ có thêm những nơi khác nhưng mà hiện bây giờ đó đã là không có ở Việt Nam và hầu như là không có bất cứ một chi trích nào có thể đẩy lùi được suy nghĩ của La Trường hiện bây giờ thì bây giờ các bạn sẽ nói là ok cảm ơn Thuận đã cung cấp thông tin mới nhất nhưng mà bây giờ mình là một người lưu trữ crypto ở trong ví La thì mình cần nên hiểu gì về cần nên làm gì thì đối với bản thân thuận đó, đây là những gì mà thuận làm mà thôi thuận không thể khuyên các bạn làm bất cứ điều gì trong cái chia sẻ với cái góc nhìn là một nhà đầu tư và cũng là một người mà đang lưu trữ tài sản ở trong Ledger hiện tại thì những gì mà thông hiểu ra như thế này. Thứ nhất, nếu như mà các bạn không nâng cấp lên cái firmware 2.2.1 thì cái độ an toàn của máy Ledger của bạn cũng giống như là ngày hôm qua, cũng giống như là ngày trước đó, mọi thứ vẫn giống như trước đây. Nếu như mà các bạn update lên 2.2.1 rồi đó thì các bạn cần phải có một lòng tin với lại Ledger là các bạn tin là những gì họ nói là sự thật. Và nếu như mà họ muốn lấy tiền khách hàng Họ đã có nhiều cách để lấy lâu rồi Thì các bạn tin là nếu như mà nâng cấp lên 2.2.1 Cái firmware của các bạn đó Mà các bạn không đăng ký dịch vụ này Thì cái khóa cá nhân các bạn mãi mãi nằm trong ví Và cái đó đòi hỏi một lòng tin với lại công ty la trừ các bạn cái mà mọi người nói đây đó là cho dù công ty la trừ thực sự là công ty tốt họ không có bất cứ ý định xấu gì tại vì nếu không họ cũng không cần phải thông báo với mọi người họ có thể âm thầm đưa ra cái cập nhật này và không để cái phần đó vào thì mọi người cũng không biết nhưng mà đây lại có thêm một cách để cho một hacker có thể tấn công cái ví Ledger và cái độ an toàn như thế nào đó thì không ai chắc chắn được tại vì cái firmware của Ledger là một cái mã nguồn đóng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà sau này có chuyện xảy ra hay không đó thì sau này mới có câu trả lời đó là điều mà các bạn nên hiểu điều thứ nhì nữa bản thân thuận thì đang làm gì thì bây giờ đó thuận vẫn có quan điểm là chúng ta cần phải quản lý rủi ro đó là cách làm của thuận thì các bạn đã biết là thuận sử dụng ví la là 6 năm mấy rồi 7 năm rồi không có bất cứ một vấn đề gì và ngoại trừ la trừ ra thuận cũng sử dụng cái ví trezo thì trước đây đó thì thuận chia sẻ là thuận vẫn ưu tiên sử dụng la trừ hơn tại vì nó thực sự là tiện lợi hơn à, và thuận chia sẻ một số những cái thông tin khác các bạn sẽ hiểu à, nhưng mà sau khi có thông tin này đó thì tuy là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra thuận vẫn chưa có update lên phiên bản 2.2.1 nhưng mà đó là cái cách làm tạm thời mà thôi các bạn tới một lúc nào đó chúng ta cũng cần phải nâng cấp cái firmware mới nhất tại vì firmware mới nhất nó sẽ có những cái cập nhật liên quan tới độ an toàn cho nên các bạn cũng cần phải suy nghĩ đến điều đó nhưng mà ngay thì đến bây giờ đó thì thuận có còn tin đây trường hay không thì cô trả lời là 50 phần trăm thì có nghĩa là gì các bạn các bạn nói là wow 50 phần trăm nghĩa là sao đơn giản là bây giờ đó thuận đã cân bằng Ledger và Trezor cả hai cái ví này mỗi ví là lưu trữ 50% tài sản của Thuận và Thuận đang xem coi có những giải pháp nào khác có những cái ví nào bây giờ đang được ưa chuộng tại vì lâu rồi Thuận không có xem ví chữ lạnh các bạn tại vì Thuận có sử dụng Trezor và Ledger bay hôm nay không có vấn đề gì nhưng mà bây giờ Thuận cảm thấy là chia ra nó sẽ an toàn hơn và các bạn cũng có thể suy nghĩ đến chuyện chia ra để có thể an toàn hơn và nhiều bạn hỏi Thuận là cái trang web store thuận .thuancapital.com thì có ý định nhập cho về để bán hay không thì cái đó vẫn là đang tiến hành các bạn nhưng mà nó sẽ không có phải là một ngày một đêm đâu để có thể nhập hàng về thì thường phải nói chuyện với lại admin của trang web để xem coi là như thế nào mới là giải pháp tốt để nhập hàng về nhưng mà những cái ví chơi lạnh khác đó các bạn có thể tìm kiếm trên những nơi khác bán chứ không phải là chỉ riêng uh, có thuận đâu các bạn Các bạn có thể đi tìm kiếm những trang web bán cái ví trà rô và chúng ta còn có những cái ví khác nữa các bạn Giống như là dựa theo CoinMarketCap đó thì đây là xếp hạng của họ năm 2023 Thì những cái ví lạnh nào là những cái ví lạnh tốt thì dựa theo sự xếp hạng đến từ CoinMarketCap đó, đầu tiên hết đứng đầu vẫn là Ledger Nano X à, họ xếp hạng và đánh giá là 150 đô hiện bây giờ nếu các bạn mua cái Ledger Nano X chúng ta có Trezor Model T thì 219 đô đó là xếp hạng thứ nhì thứ ba đó là Cold Water Pro thường thì chưa sử dụng à, cái ví này thì à, cái ví này là 149 đô chúng ta có thể có Ledger Nano S là 79 đô chúng ta có KeepKey xếp hạng kế tiếp là 79 đô chúng ta có uh, Elipal Titan là 169 đô và chúng ta có xếp hào là 50 đô và chúng ta có Sea uh, Cooks uh, là 139 đô, Keystone Pro là 169 đô. Đây là những cái ví chữ lạnh mà được xếp hạng ở trên CoinMarketCap nhưng mà ngoại trừ chozo và chờ thì những ví khác thường chưa sử dụng nhưng mà trong thời tới đó thường có thể là sẽ mua để mà thử để mà phân chia ra để cho nó an toàn hơn Thường như chia sẻ bây giờ vẫn chưa có chuyện gì nhưng mà vì lý do an toàn đó tôi nghĩ là nên tìm hiểu những bí khác để chúng ta có thể chia ra lưu trữ đó là cách làm một thùng mà thôi tôi muốn chia sẻ để các bạn có một cái sự rõ ràng về thùng đang làm gì À, và cộng đồng nghĩ sao các bạn? Thì để thường chia sẻ một số những bài bỏ phiếu Các bạn đã nhớ là cách đây vài ngày đó, ngày 16 tháng 5 Ngay cái ngày mà có sự drama nổi lên đó, Thì đã có một cuộc bỏ phiếu Được tổ chức ở trên Ocon Daily Và đây là một cái được rất là lớn các bạn Và đã có hơn 7.000 bạn bỏ phiếu Và các bạn thấy được là điều thú vị Là 54.1% vẫn nhiên về Là Ledger là sự lựa chọn hàng đầu của họ Rồi À, ở trên Thuong Capital tối qua thần cũng muốn làm bài bỏ phiếu tương tự thì các bạn thấy được là dựa trên uh, Twitter thì chúng ta thấy được là cái kết quả là Ledger chiếm 49% và thường cũng có bài bỏ phiếu này ở trên Twitter và ở trên YouTube đó. kết quả cũng tương tự các bạn phần lớn thì các bạn vẫn lựa chọn là Ledger và một người khác nữa để thuận chia sẻ để các bạn có nhiều góc nhìn là Coin Bureau thì Coin Bureau cũng là một cái uh, Twitter rất là lớn các bạn và đã có hơn 10.000 người bỏ phiếu và câu hỏi đó là nếu như mà bạn là một người mà đang sử dụng ví Ledger thì sau khi mà những gì chúng ta biết tuần này đó thì bạn có đi tìm kiếm một sự lựa chọn khác hay là không thì 56% ở trên Combiro trả lời là Yes sẽ tìm kiếm một lựa chọn khác Và đây là kết quả của những cái cộng đồng lớn mà Thuận có thể kiếm được Và cộng đồng của Thuận Capital có hơn 1.000 bạn bỏ phiếu ở trên Twitter và ở trên uh, Telegram đó thì có hơn 1.200 bạn bỏ phiếu và các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới đây là những gì mà thuận có thể chia sẻ với các bạn Tôi là từ bây giờ đó thì uh, vẫn không trùng bước với lại cái uh, triển khai dịch vụ này của họ nhưng mà nếu như mà mọi người không thích và mọi người bỏ phiếu bằng túi tiền của mình uh, thì tôi nghĩ là Ledger khi mà họ lỗ Họ không bán được nhiều vĩ lạnh nữa thì họ cũng sẽ suy nghĩ khác mà thôi hy vọng tới lúc đó đã không quá trễ các bạn có còn tin vào live chơi hay là không hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit coex, okx binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch trên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.